Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Menopause Original. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Menopause Original cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Menopause Original Magnesi Vitamin C Vitamin E Pantothenic Acid B A B A Vitamin B3 Isoflavone kẽm. Vitamin B6 Vitamin B1 Sắt Vitamin B2 Manga Đồng Vitamin A Folacin Iốt Selen Chrome Biotin Vitamin B12 Vitamin D3 Công dụng Bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh. Hỗ trợ cân bằng nội tiết tố giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng mãn kinh. Chỉ định Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh Các dùng Sản phẩm dùng đường uống Liều dùng Uống mỗi ngày một viên sau bữa ăn Liều dùng sử dụng một viên mỗi ngày sau bữa ăn chính. chống chỉ định không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Menopause OriRino, đồng thời biết cách sử dụng Menopause OriRino sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.